Nướng sa tế bữa nay mình ướp một muỗng sa tế nè, bột nêm, miếng đường, miếng nước mắm, oyster giờ mình bỏ lên dĩ chuẩn bị nướng như thế này. Bây giờ mình bỏ vô lò nướng. Thành phẩm mực nướng đã xong rồi cả nhà. Rồi, chút ăn thử. Mình còn có lẩu bò nữa nè. Càng cua. Sốt bơ. Đây là lẩu bò. Đây là người đẹp từ Quách Cà Thao qua thăm. Ăn hiệp hai. Đây là người đẹp từ đâu? Penn State, oh my. Hoặc là It Greenview. Nè, baby dễ thương nè. Hai anh à. Giống như cúp bê không? Coi cái mặt thấy ghét không? Yeah.
Còn cắt nữa là cua nhóc nằm ơi. Cua đây nè con nè. Cái hồi nãy tôi ăn ngay cái bên đây ngon nè. Sao mà tôi đủ rồi. Bạn mà bà cắt ra. Đủ gì ăn đi. Còn nhóc rồi á. Sắp rồi nè. Cua ế. Nhiều món quá. Ừ nè, tôi rút ra được luôn nè. Hai ông khen làm mò vẫn đủ ngon mà. Bà làm ngon thế thôi. Cái này là chắc trộn này nọ không? Có đâm không? Được có đâm không? Hả? Có đâm không? Gọi được không? Trộn, gọi nó nóng thôi. Không rồi. Làm theo kiểu Việt Nam. Mỗi lần thì tôi làm theo kiểu Thái Lan. Phải đâm. Rồi. Không rồi, trang một miếng nước mắm như lỗ bà đâm. Nước mắm như bà làm sẵn cái chén nhỏ rồi thêm miếng vô rồi nó giống như đậm đà ngon á. Ăn thêm chưa? Ừ. Giỏi quá. Làm quá trời. Mau phải tôi làm. Chờ một xíu. Tao bỏ đường nhỏ vậy. Quay video mà còn khổ rồi. Tôi thật hàm à. Má tôi hàm. Món gỏi tôi đậu. Món cua, món lẩu tôi làm. Trời ơi, cái nào mình làm nó làm chứ đừng có thích xạo cái nó thiệt. Thôi tập thà mà, cái giờ không biết cũng có sao đâu. Thì mình cũng biết làm gỏi nhưng mà mình không có thời gian làm hết những món. Chị nên biết cười, chị ấy biết cười em đó. Wow. Chị ấy đi á. Em bị thấy ngoan á, đỡ ngoan. Bè. Cũng tao quá chứ cô. Excuse me, tôi trụ. Chúng mình đỡ. Hả? Chúng mình đỡ. Ok. Chắc gì? Chị ấy đi, chị ấy đi đó. Chị sẽ xoay 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 cái này cua mình sắp bơ cho nên nó hơi bị dính tay chứ nè. Tôi thấy biết mà, tôi đâu thấy đâu. Bà biết coi nó tá đau cái nào. Đau. Tôi dính tôi chát cái tay mình đỏ cái mình em đau. Nó đi học từ lớp 1 nó đi học đó. Tôi nói quậy dễ sợ nhỉ. Thật ra nó quýnh mày chứ nó không biết đâu. Nó nhưng mà tối nó thương đó. Mình, nó ôm mình, nó thương mày vậy đó. Nó thương mày, nó thương mày, nó thương mày vậy đó. Nó không có hiểu. Ăn một cua rồi. Rồi, nó ăn cho bà. Cho ngồi bên đây ăn. Thôi được rồi, nó không hết cái nước. Cho ngồi bên đó ăn. Đây có nữa. Cookie mỏ. Cookie mỏ. Hai Amy. Video mình cũng đã khá dài rồi cả nhà. Bây giờ mình xin tạm dừng video tại đây. Xin chúc cả nhà ngày mới vui vẻ. Cả nhà nếu thấy thích video của mình, xin đừng quên bấm nút like, subscribe kênh để xem video mới nhất. Giờ mình xin tạm dừng. Hẹn gặp lại cả nhà trong các video tiếp theo. Bye.